chào con, các bà, các cô, các chú. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực có lại tiếp tục nhận được một phần quà là của bác Quang ở bên Ý có gửi cho Lực. Và ở video trước thì bác có gửi cho Lực là một cái khoản tiền để mà mua điện thoại mới cho em Ngoan. Cháu Lực cũng đã mua lên rồi. Đấy, tuy nhiên thì là hồi đấy thì cháu Lực là xem ở trên nickname của bác là ghi là Minh Lập. Đấy, nhưng mà tên thật của bác là bác Quang ở bên Mỹ. Hôm nọ thì anh có gửi cho Hoan là một cái điện thoại đấy là của bên bác Quang nhá. Vâng. Bác Quang là ở bên Mỹ nhá. Vâng. Đấy. Và vừa rồi thì cháu Lực cũng có đi xuống nhà là gọi em Hoan lên rồi với bác ạ. Một mình cháu Lực thì không có đem được quà của bác đi xuống hết. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Hoan là đem quà xuống trước đá của bác ạ. À, Hoan hộ anh cầm là cái túi ở đằng trên nhá. Vâng. Anh cầm cái này cho. Đợi anh tí nhá. Dạ. Đấy rồi. Ôi, chỗ này thì có vẻ như là có nước suối về chảy nhiều lắm Hoan nhỉ? Dạ. Có vẻ như là ở cái đoạn này thì mấy hôm nay mưa các bác thì nó là nước suối rất là nhiều. Đấy, còn là dâng lên nước rất là cao nữa. Đi cẩn thận Hoan nhá. Dạ. Đường vào nhà em Hoan thì hầu như là không ai vào nhiều đâu các bác, cho nên là rất là rậm rạp. Hoan là lúc nào cũng đeo trên mình là một cái chìa khóa. Đấy, Hoan bê cái này vào trước nhá. Vâng. Đấy, Hoan là bê cả cái dưới kia nhá. Vâng. Vỏ điện thoại là để đây à? Vâng. Có vẻ như là ai đang cày ruộng ở bên kia sao nhỉ? Vâng. Mấy hôm nay mưa nhiều thì ở trong nhà thì có bị dột nhiều không ạ? À Hoan? Có. Có à? Vâng. Bị dột nhiều nhất là ở chỗ nào? Chỗ này. Ôi, có vẻ như là cô bác có thể nhìn thấy là những cái sàn này cô bác này còn ướt ướt một chút thôi. Chỗ này là bị dột nhiều nhất à? Vâng. Nhà của Hoan thì cháu Lực nhìn thấy là không có điện cả cô bác ạ. Đấy cũng rất là may là được bạn Trình là mua cái bóng đèn là năng lượng mặt trời của bác này lên thì bóng này thì để thì thắp cho em là một cái một góc thì cũng tương đối gọi là sáng rồi. Ở bên ngoài này hôm nọ mưa to thì nước dâng đến đâu Hoan? Dâng đến kia. Đâu, chỉ ra chỉ anh xem mà. Nước là dâng đến đâu? Ủa, đến tận đây à? Vâng. Ôi dồi. Mùa này thì đang vào cái mùa mưa mùa lũ đấy các bác ạ. Cho nên là cạnh nhà Hoan thì có một cái khe suối này. Đến lúc nào mà nước là mưa to về ấy, là nó chảy đến tận là hầu như là cái góc chân này luôn này. Ở đây thì nhìn những cái phần trình tường ấy thì cũng đã bị nghiêng nghiêng rồi các bác ạ. Như kiểu vẹo vẹo một bên rồi. Hoan hôm nay thì có đi đâu không Hoan? Không ạ. Hả? Không. Không à? Vâng. Có vẻ như là củi này là Hoan là vừa mới lấy về à? Dạ. À. Củi này thì lấy để làm gì Hoan? Thì đây. Là để nấu cơm à? Vâng. À, trên này thì cũng nhìn thấy là Hoan là chặt bẻ những cái củi này để tích ở đây khá là nhiều cô bác ạ. Còn mì tôm à? Vâng. Hoan thì đã hết mì tôm chưa? Ở nhà ấy. Còn gói này. Hả? Còn một gói này. Còn một gói nữa thôi á? Vâng. Thùng đấy hết chưa? Hết rồi. Thùng đấy cũng hết mì tôm rồi à? Vâng. À, thế để mai anh lên thì anh lại tiếp tục là mua
cho Hoan, tại vì là tôi mới cũng nhận được là một số khoản của các bác là gửi để mà mua thức ăn này kia nữa. Đây thì có vẻ như là chắc là kênh của bạn Trình hay là kênh của anh nào đó để đem lên. Cái hòm của Hoan kia là trong ấy là đựng cái gì hả Hoan? Không đựng cái gì. Không có gì à? Vâng. À, có vẻ như là cái cũ cũng hỏng hết rồi các bác ạ. Đấy, và hôm nay thì anh lên thì bây giờ Hoan cầm xuống này nhá. Vâng. Hoan bê xuống. Đấy, hôm nay thì bê để đây. Hôm nay thì chấm Đực cũng có lại nhận được một cái khoản là của bác Quang ở bên Mỹ của bác, và bác có gửi cho Lực. Cái này là bác nhờ cho Lực là mua của bác ạ. Bác cũng có bảo là mua một cái bằng nhôm của bác. Tuy nhiên thì mua bằng nhôm thì nó hỏng rất là nhanh và nó mỏng hơn đấy. Thì cháu Lực cũng bảo bác là mua bằng bằng gỗ thôi. Và cái này thì bác là gửi quần áo cho em Hoan. Còn cái này thì bác cũng dặn cháu Lực là mua xích để mà xích lại. Coi như là nếu mà em Hoan để góc nào đấy thì là buộc và xích lại. Bây giờ thì Hoan là mở quần áo trước nhỉ? Vâng. Rồi thế Hoan Hoan hay là Hoan cứ ngồi trên giường này này. À đây, lấy cái chăn, lấy cái này giải này, xong là mở quần áo này. Đây. Giải đây nhá. Vâng. Đây, Hoan giải đây. Gì? Trong có gì không Hoan? Điều khiển. À, điều khiển à? Vâng. Hoan đã giải cái này xong là ngồi ở đây, xong là mở mở quà của bác Quang xong nhá. Vâng. Đấy, rồi một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói là chi tiết cụ thể hơn là hôm nay cháu Lực đã mua những cái gì của bác nhá. Ở trên bàn thờ thì phải nói là chẳng có một cái gì cả cô bác ạ. Chỉ có gọi là đây là một cái tấm ảnh. Tấm ảnh của người bố của em đấy cô bác, thì cũng đã bị mẹ là xé làm đôi rồi. Thì cái này Hoan có muốn làm lại tấm mới không? Có. Có à? Vâng. Thế thì Hoan để vào túi cho anh nhé. Vâng. Để anh đem đi cho người ta làm lại thêm cái tấm mới nhé. Vâng. Tại vì là mẹ đã bỏ đi rồi, thành ra là bà là xé đi cô bác ạ. Đấy, Hoan nhấc cái thùng quần áo ra đi. Vâng. Hoan nhấc thùng quần áo xong ra để vào chiếu kia. Đấy, giờ Hoan ngồi ra kia một tí. Hoan có dao nhỏ nhỏ không Hoan? Có dao nhỏ không? Cái dao ra mở xem là mới được. Khoan cứ ngồi ra kia mở đi. Đấy. Hả? Em cắt xem nào, có cái lớp nào mà lớp đây cắt từ trên này này. Đấy. Cắt từ trên này xuống đây. Đấy, em cắt đây. Cái thùng quà này là gửi từ cho Hoan là từ bên nước ngoài sang đấy. Vâng. Nước ngoài là rất là xa đấy, phải nó quà này là phải ngồi máy bay ra mới lấy được đấy Hoan ạ. Vâng. Mới nhận được đấy. Đấy, rồi Hoan bây giờ Hoan ngồi xuống đi, Hoan cho Hoan mở ra lên là bên trong có những gì. Hoan lấy ra đi. Xem là trong có cái gì. Hoan thì em ấy còn rất là bờ ngớ các bác ạ, là em ấy chưa có kiệm quà nhiều nên ra là em ấy kiểu như là ngại ngùng ấy. Cái này là cái của Hoan hết thôi, cho nên là Hoan cứ mở ra đi. Vâng. Mở ra từng món đồ một đi. Cái này nữa, lấy cả cái này ra đó. Đây là cái vỏ đúng không? Vâng. Cái này là cái phiếu của bác ạ. Phiếu là gửi cho cháu Lực, và trong đó là gồm là quần áo. Thì từ Hoan này bóc cái này đã, mở cái này đã. Đây là bác có ghi là
cái bao này của cháu Hoan 11 tuổi. Này Hoan, này Hoan thử mở cái bao này xem nào. Đây là có cái gì ạ? Cho anh xem này. Cái áo này hơi to. Hả? Cái áo này hơi to. Áo à? Vâng. Áo này thì mùa đông mới mặc được, mùa này thì không mặc được mấy đâu. À. Có vẻ như là cái này là cái của... Trong này thì không có giấy gì cả. Vừa không? Cái này không vừa. Sắm quần lên tí nhỉ? Vừa không? Dạ. Yeah. Như này thì là mặc, nếu mà dài quá thì sắm quần ở dưới một tí. Đây là lạnh. Có vẻ như là có hai cái. Nó được thấy là có hai cái quần bò. Còn khi mà em ấy gấp quần quần áo của bác giặt xong thì là để vào cái hòm này, để vào cái hòm xong là khóa lại. Cái gì đây? Cái mũ. Hả? Cái mũ hay sao? Không, cái này cái cùn mà, cùn con mà, không phải mũ đâu. Ừ. Quần con đấy có nhiều á, cái mũ hay sao? À? À, quần con, cái quần con mà. Dạ. Đấy, cái quần con mà Hoan cứ nói là cái mũ. Đây, ở đây thì là các bác mua quần áo cho các em đấy cô bác ạ. Mua gọi là cái nó rộng rộng và nó to ra một chút để sang năm sau là còn mặc được, chứ bây giờ mua áo nhỏ quá là không có mặc vừa. Có quần áo nhiều nhỉ? Vâng. Trong này ở đây, và ở đây thêm có thêm một cái màn nữa này Hoan này. Vâng. Trong túi anh có một cái màn nữa nhá. Cái màn này là cháu được mua ở trên xá của bác ạ. Thì để một tí là thay cái màn cho em Hoan luôn. Cái phần quà này thì cháu được cũng nhận được là khá là lâu rồi các bác. Đấy, tuy nhiên là cháu được có bận một chút công việc, và hôm thì là mưa nhiều quá nên là không thể vào được, vì là những con đường mà cháu được đi ấy, cháu được ghi hình một chút rồi các bác cũng nhìn thấy rồi rằng là bị sạt lở rất là nhiều, thành ra là dẫn đến là con đường nó hay bị tắc á. Khăn tắm đấy là khăn để rửa mặt nhá. Vâng. Trong này thì có cái này là cái thắt lưng à? À đây, đây là thắt lưng nhá. Gồm là hai cái thắt lưng đấy. Hoan là thắt lưng này có biết thắt không đấy? Hả? À, một tí nữa anh sẽ dạy Hoan là thắt lưng này sau. À, cái gì đây? Cái gì đây? Đấy là quần hay áo đấy, áo đúng không? Áo. Đây, vừa rồi thì em cũng mở là xong là hai túi loa rồi. À, Hoan thử xem là túi này xem là bác ấy ghi cái gì nào. Cái này là của Quân em ạ. Cái này không phải bỏ ra đâu Hoan ạ. Cái này là của em Quân Hoan ạ. À. Cái này là của em Quân đấy, chứ không phải là của Hoan đâu. Của Hoan thì là nguyên chỗ này thôi. Còn có lực đang xem cái chỗ này, hình như là cái này là của
cái này là của em Hoan là túi kia rồi đấy, nhưng mà vẫn đang phân vân là cái này một chút này các bác này. Cái này thì có lẽ là của em Mạnh sao ấy, tại vì là nó nhỏ hơn, không thấy bác là ghi gì để đây cả. Vừa rồi thì cũng đã cùng em Hoan là mặc xong cái phần quà của bác Quang đã gửi rồi. Và ở đây thì Tuấn Đức có nhìn thấy là bác gửi cho của ai thì bác là ghi ra ở ngoài đấy các bác. Ở bên kia thì còn là hai túm, một túm là của em Quân rồi, còn một túm hiện tại là chưa có tên đấy các bác. Thì về Tuấn Đức sẽ hỏi bác Quang, thì nếu mà túm kia là của em Hoan thì Tuấn Đức sẽ lại tiếp tục là đem cho em Hoan sau. Đấy, không có thấy là quần áo nhỏ thì Tuấn Đức đang nghi là sẽ là của em Mạnh, cho nên là Tuấn Đức xin phép là cầm cái kia về để mà lần sau nếu như bác Quang có theo dõi được hay một tí nữa Tuấn Đức về hỏi rằng là đấy là của em Mạnh, Tuấn Đức sẽ đưa cho em Mạnh. Thế còn là cái này thì là của em Hoan, thì và vừa rồi túi của em Hoan là túi là nhiều hơn, Tuấn Đức cũng đã cùng em Hoan là mở ra rồi. Thế thì Hoan thì nhận được, tiếp tục là nhận được phần quà của bác Quang thì có thấy vui không? Có. Thì em gửi một lời cảm ơn cũng như là một lời chúc dành tới cho bác Quang nhé. Con cảm ơn bác Quang đã về cho con một món quà rất ý nghĩa cho con cảm ơn chú Quang. Con chúc chú có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn cho cuộc sống và cho công việc. Chúc Quang thì là phải nói to hơn thì các bác mới nghe thấy nhá. Có câu thì là nói hơi nhỏ nhá. Đấy, còn về cái quần áo này thì Tuấn Lực là nhận được là từ độ tầm là 6-7 ngày về trước rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì là mấy hôm nay thì nếu như các bác có theo dõi được ở trên những cái phim của các anh YouTube hay là tin tức ở trên vùng cao vào mùa này đến thì là mưa lũ rất là nhiều các bác. Trước tiên là cháu Lực xin được gửi một lời xin lỗi tới bác Quang vì là cái phần quà Tuấn Lực là gửi cho em Hoan là hơi chậm một chút các bác ạ. Và trong đó thì là bác cũng có gửi cho cháu Lực là thêm là một cái khoản tiền là 1.261.000 nữa. Và bác có nhờ cháu Lực là mua một cái hòm này các bác này, mua một cái hòm này để cho Quang là đựng quần áo, thì một tí nữa sẽ qua cho Quang là gấp, một tí nữa sẽ cho em Hoan là gấp để quần áo vào đây, xong là dùng khóa để mà khóa lại. Khóa thì Tuấn Đức cũng đã mua rồi. Cái này thì là mua hết là 920.000 và mua một cái màn này nữa. Cái màn là để cho Quang làm mát ở trên kia là 100.000 và mua thêm một cái ổ khóa. Cái ổ khóa thì Tuấn Đức là để ở đây này các bác, để ở trong hòm là 60.000 và mua thêm là một cái sợi dây xích, lại thêm là một ổ khóa trong này nữa là 100.000. Thì Tuấn Đức đã là chi đi là 1.180.000 rồi, và còn dư là 87.000. thì một tí nữa cháu Lực sẽ nạp thẻ vào cho em Hoan thì điện thoại Hoan thì đã có được sim chưa? Chưa ạ. Có được sim hết rồi đúng không? Vâng. Cái điện thoại trong thời gian vừa rồi dùng thì có bị làm sao không? Không ạ. Không à? Vâng. Thế thì bây giờ thì cái này thì là Hoan, cái màn này là Hoan dùng để lúc nào mà Hoan mắc, Hoan đi ngủ nhá, Hoan làm mắc ở cột nhá. Dạ. Không là làm cái màn đi nhá. Dạ. Một tí nữa anh sẽ cùng Hoan làm. Và cái hòm này thì là hãy Hoan mở ra trong đi Hoan. Dạ. Bác thì bảo được là mua bằng nhôm của bác ạ. Nói tuy nhiên thì bảo là nếu mà mua bằng nhôm thì nó không chắc chắn được bằng gỗ đây. Cái này là Hoan để quần áo nhá. Vâng. Rồi, thì thế ạ. Con này là ổ khóa nhá. Vâng. Bây giờ Hoan lau một tí đi Hoan. Con lau xung quanh một chút, lau ở trong một chút rồi thì gấp quần áo này để vào, xong là dùng khóa để khóa lại. Vì rằng là ngôi nhà của Hoan thì các bác cũng nhìn thấy rồi rằng là một ngôi nhà rất là sơ sài đúng không các bác? Có thể là Hoan sợ là Hoan có quần áo mới hay là có đồ gì đấy thì người ta sẽ về là cậy, xong rồi người ta lấy. Thổi cái bụi nó trong một tí.
Cái này là áo, cái này là áo bẩn rồi đúng không? Dạ. Quan thì phải nói là cũng rất là sơ sài của bác. Ở đây có một cái tấm tấm này thì không phải là tấm nệm đâu bác, tấm như thế là vỏ chăn thôi, em mới giải vào đây để gọi là ngủ. Ở bên kia cái phần tường nó được nhiều đấy là đã nứt rất là nhiều của bác ạ. Những cái cây gỗ hay là những tường ván thì thấy là có con mọt vào rất là nhiều. Con mọt là ăn rất là nhiều rồi. Sạch chưa? Dạ. Giờ Hoan gấp quần áo bỏ vào trong nhá. Dạ. Áo ấy, đấy, cẩn thận nhá, đi kẹp tay ấy, hò mà nặng lắm ấy. Ít nhất đâu đó phải tầm đồ là hơn 10 cân của bác ạ. Xong. Như kiểu ai đang làm ruộng ở đây ấy nhỉ? Vâng. Anh Hiếu. Hả? Anh Hiếu. Anh Hiếu à? Vâng.
cái này là không phải là cái mú đâu Hoan nhá. Vâng. Cái này là cái cùn con đấy nhá, không phải cái mú đâu nhá. Vâng. Rồi Hoan cứ nói là cái cùn con thôi các bác ạ. Cái này là cái thắt lưng Hoan nhá. Vâng. Thắt lưng cái này là lúc nào mà dùng thì là em làm thế này nhá. Xong rồi kéo như này nhá. Vâng. Đấy, như này nhá, là nó chặt rồi nhá. Vâng. Đấy, nó như này nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì cái này là không biết là xong rồi đấy, xong rồi dùng cái này để làm dây xích nhá Hoan nhá. Vâng. Thì cái hộp này bây giờ Hoan dùng là để đâu hả Hoan? Hoan để rượu đây. Hả? Để đây à? Vâng. Cái Hoan Hoan nhấc được lên rồi. Thì cái này thì là cháu Lực cũng đã mua ủ khóa lên rồi. Này, Hoan ở bên kia, anh ở bên này. Vâng. Lúc nào mà Hoan đi ra ngoài thì Hoan là dùng cái dây xích kia để mà xích vào nhá. Vâng. Để tít trong đấy à? Cái dây xích đâu nhỉ? Dây xích vừa rồi anh để đâu cho Hoan nhỉ? Ừ. Ôi, nãy anh để đâu nhỉ? Vừa để đâu nhỉ Hoan nhỉ? Hay à, để vào trong hòm rồi Hoan ạ. À. Để vào trong hòm rồi. Đấy, Hoan mở ra xong rồi anh bảo Hoan xích đi. Hoan là một cậu bé mà phải nói là khi mà rơi vào hoàn cảnh của bác ạ. À. Thì sống tự lập, hầu như là gọi là tự lập như đấy kia kìa. Đấy, bây giờ Hoan đóng cái đáy xuống nhá. Xong là Hoan là dùng cái dây xích này để mà đây, Hoan mở cái dây xích này ra cho anh. Xong rồi anh hướng dẫn cho Hoan để mà Hoan xích nhá. Vâng. Còn ở dưới kia thì còn là một cái màn đúng không bác? Cái màn này thì là lúc nào mà Hoan đi ngủ ấy là Hoan mắc ở một góc này, xong là ngủ ở đây. 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 Đây anh bảo lúc nào mà Hoan đi đâu là Hoan dùng xích để mà xích cái này lại nhá. Vâng. Xong rồi Hoan luồn vào đây xong rồi xích vào cái cột kia nhá. Vâng. Cái cột kia để mà người ta không tháo được nhá. Vâng. Đây. Và ở đây thì có thêm là một cái ổ khóa nữa nhá. Ổ khóa Hoan cầm chưa? Chưa đây. Cầm rồi đúng không? Vâng. Rồi. Hôm nay cho nó đã gửi cho vào cái phần quà của bác Quang tới cho em Hoan rồi. Điện thoại của Hoan đâu? Hoan lấy ra đây để anh nạp thẻ vào cho Hoan. Vừa rồi thì từ trên kia xuống thì Hoan là sợ điện thoại rơi không bác, thì ra là Hoan được ở túi của cháu Lực. À mơ ốp rồi à? Vâng. Anh đặt thẻ vào trong Hoan nhá. Vâng. Điện thoại trong ấy còn tiền không? Hả? Em... À? Cái này thì dùng để gọi thôi nhá. Vâng. Nhá. Lúc nào mà thôi, nhưng mà ở đây là hiện tại là đang không có mạng. Để một tí nữa anh sẽ khắc nạp vào cho Hoan nhá, để một tí nữa nhá. Vâng. Bây giờ thì hiện tại là điện thoại cháu Lực đang không có mạng của bác ạ, thì là không có nạp được cho em Hoan luôn. Thử lại xem một lần nữa nữa. Lúc nào mà cần thiết thì là để mà gọi cho anh nhá, hay là gọi cho các anh khác nhá.
thử mạng có sữa đây. Có mạng không? Xem nhìn được chưa Hoan? Chưa. Cái này là cái tiền mà anh mua mấy cái đồ này là còn dư nhá. Dạ. Còn dư xong là anh nạp cho con nhá. Dạ. Được chưa? Dạ. Được rồi đúng không? Dạ. Này là chỉ để gọi thôi nhá, đừng có gọi lung ta lung tung nhá. Dạ. Có điện thoại vào rồi thì là không được gọi bạn gọi bè xong là đi đâu lang thang nhá. Dạ. Ở nhà. Và vừa rồi thì cháu Đức cũng đã vừa nạp thẻ và cho em Hoan xong rồi cô bác ạ. Và hôm trước là điện thoại thôi. Và cô bác ạ, thì cháu Đức là nói là gọi là cái nickname của bác thôi, đấy tên thật của bác là bác Quang. Bác Quang là bác ấy gửi cho Hoan nhá. Đấy còn vừa rồi như cái hộp ấy thì là anh bảo ấy thì là lúc nào mà đi ra ngoài là dùng cái xích này để mà xích vào đấy nhá. Vâng. Ổ khóa thì đây nhá. Và anh mua thêm là ổ khóa, thêm mà cả xích nữa. Còn là cái màn kia, Hoan bỏ cái màn kia ra đi. Vâng. Cái màn kia là lúc nào mà Hoan đi ngủ thì là mắc ở đây nhá. Vâng. Rồi. Đến buổi tối thì hắn mở ra cũng được. Đây là cháu được chúng mua thêm là một cái màn để cho em Hoan, cho em Hoan của bác ạ. Kéo được. Đấy, mua thêm một cái màn nữa. Vì là cái màn này thì chắc là cũng rất là lâu rồi bác. Còn số thì là lách rất là to rồi này. Đấy, cái này thì cất ở trên nhá. Vâng. Xong thì bây giờ là dọn dẹp lại chỗ này đi. Đấy, còn ở đây là hai cái túi này của bác nhá. Túi này là cho em Quân, còn túi này là cho em Mạnh các bác nhé. Thì cháu Lực sẽ xin phép là cầm đi về để cho hai em. Đấy, gấp lại cái này đi Hoan lên rồi. Dạ. Như cái phiếu này, thì cái phiếu này thì là bỏ đi đi. Đấy, còn về cái bức ảnh này nhá. Bức ảnh thì là anh cầm về để làm lại cho Hoan nhá. Vâng. Đấy, cô bác nhìn thấy đây là tấm ảnh thì là trước kia là có cả người bố với người mẹ đấy, nhưng mà sau khi là bố của em là mất rồi, là không còn rồi, và mẹ có đi lấy thêm chồng mới, là không có đưa Hoan để theo, là bỏ lại Hoan ở cái ngôi nhà mà phải nói là rất là xuống cấp trầm trọng rồi cô bác ạ. Cầm về thì lần sau cháu được xa thì cháu được sẽ làm lại cho Hoan. Cái góc bếp nhỏ nhỏ của em này. Này thì là Hoan là cũng phải cẩn thận nhá. Vâng. Này, đừng để mà nó bị cháy đấy nhá. À cái, vâng. cái này thì Hoan để lại cái cho anh để một tí nữa anh buộc về. Vâng. Anh để lại này. Ở đây thì cháu Lực theo cháu Lực biết là Hoan là cái thời điểm hiện tại của bác này thì là đang ở nhà là nhiều hơn, còn là mấy đứa đi học thì là em không đi, cho nên là cũng bị là cắt điện rồi, là không có tiền điện để mà nộp nữa. Đấy, rất là may là được bạn Trình hoặc là vàng nó mua cái bóng đèn này lên thì có thể là đủ em là lúc nào mà ăn cơm một mình ở trong ngôi nhà như thế thì cũng rất là hẻo lánh và rất là tủ thân của bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức cũng đã gửi xong phần quà cho em Hoan rồi. Đấy, một lần nữa thì rất là mong là được sự tha thứ của bác Quang. Phần quà cháu Đức là nhận khá là lâu rồi đấy, tuy nhiên thì cháu Đức là không thể ra được, thì rất là mong bác Quang sẽ thông cảm cho cháu Đức của bác nhé. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Đức. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi. Này thì có vẻ như là có cái gì vào trong đấy hả Hoan? Ừ. Có cả cái cây vào đây này Hoan ạ. À. Cái chân bàn này các bác nhìn thấy được rằng là bị hầu như là bị mọt hết rồi. Cái góc tường, cái góc chân cột để mọi thái nữa. Tường này thì là bị nứt rất là nhiều đúng không? Không biết là có bị đổ không? Anh với Hoan ra bên ngoài một tí nhỉ? Ra bên ngoài nhà xem một tí. Dạ.
về những cái tấm tôn này, hầu lá bị gọi là như cái chỗ này này các bác này, chỗ này là bây giờ là nhớt một cái là có thể lung lay luôn. Bên kia thì có vẻ như ai đang làm ruộng ở gần nhà Hoan đúng không? Vâng. À, đây thì có vẻ như là có xóm của Hoan là đang làm ruộng là gần nhà. Đây một cái ngôi nhà mà phải nói là các bác nhìn thấy rằng là có vẻ như là những cái bức tường này đã bị nghiêng đi rất là nhiều rồi. Ở chỗ này thì mưa ướt hết rồi này Hoan. Vâng. Chỉnh tường này thì trong độ tầm một thời gian nữa thôi là cháu được nghi rằng là nó sẽ bị đổ đấy các bác ạ. Tại vì là nó nghiêng quá rồi. Đấy, nghiêng so với lại là cái độ thẳng của ngôi nhà. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu được cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và Hoan ơi, ở đây thì là Hoan để ý nhá, nếu mà nước mà mưa nhiều quá là trốn đi chỗ khác nhá. Vâng. Chứ nó mà lên đến tận trên này là ở đây nếu mà thấp một chút đấy là nó có thể là gọi là đổ là kéo ra nhà luôn cô bác ạ. Đây, có lẽ là cái video này thì chúng tôi xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tới bác Quang và cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị đã đồng hành cùng chúng lực. Và hẹn gặp lại nhiều bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quang gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Vâng, chào các ông các bà và các cô các chú ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.